Bằng chứng thép là chuỗi series phim hình sự phá án kinh điển của TVB Hồng Kông trong suốt nhiều năm qua. Này, sắp đặt tinh vi tới nỗi lừa được cả chúng ta. Hiểu tại sao lại có hai cái xác? Quan sư phạm của chúng tôi với. Tại sao anh lại phải giết người? Hả? Alo. Chuyện phim tiếp tục phần 5 về đề tài điều tra phá án với các tình tiết được xây dựng một cách chặt chẽ, lồng ghép giữa khoa học kỹ thuật và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ siêu hạng để giải mã những vụ án kỳ bí. Bằng chứng thép 5 gây ấn tượng với nhịp phim dồn dập, giải quyết các tình huống nhanh chóng, đẩy tiết tấu lên cao trào bằng những vụ trọng án, gây cấn, trải đều ra nhiều mốc thời gian lẫn không gian khác nhau. Đừng bỏ lỡ Bằng chứng thép 5 phát sóng vào thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần từ ngày 8 tháng 5 năm 2023, chỉ có trên truyền hình Bến Tre.